Ôi, nhanh thế. Ê. Đâu anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Ra hai đồ gì kia thì chắc mình đánh công thủ. Hết. Over now. Chắc là ô thì bán con kia thôi. Đâu anh đánh công thủ ấy, đánh gì ấy nhỉ? Vừa đánh thú một trận rồi là sẽ đánh pháo thủ tiếp. Thôi đùa ấy, đánh pháo thủ mệt lắm. Đánh hát áo tựa sang quỷ kẹp pháo thủ thì còn suy nghĩ. Pháo thủ không mệt lắm. Cuộc sở lắm. Cái này đánh thú à? Lại thú à? Rồi ra tướng gì luôn. Thế thôi thì mình sẽ gặp lại anh em sau chuỗi thua nhé. A few moments later. No. Oh! I swear fucking god. Ấn nhầm ạ, à. Ấn nhầm muốn mất con floor ạ. À. Cha hiếu cứu gì. Đấy mất sự con floor rồi. Voi, nguyên tố. Cái gì bây giờ? Buồn quá chẳng muốn đánh nữa. Pháp bấm nhầm nó tai hại thế nhỉ. Voi hai đồ đi. Hay là một trận nguyên tố thợ săn quỷ xong rồi kẹp pháo thủ nữa. Bốn pháo thủ, bốn nguyên tố, ba thợ săn quỷ. Ôi trời ơi, thôi đổi cho voi chắc luôn này. Trận này đánh voi. Trận chắc là đánh voi rồi, nhưng mà không biết đánh voi. Ê pháo, đây mình bình tĩnh nhất. Bốn pháo này, là có một con thợ săn quỷ này. Là bốn pháo này, thêm hai con thợ săn quỷ nữa là sáu con này. Sáu con cộng bốn con là nguyên tố là thành đúng 10 con luôn đấy. Cũng là một cái gì đó thú vị đấy. Anh em ạ. Để suy nghĩ nhá. Để suy tính nhá. À thôi, nó vàng. Để suy nghĩ anh em ơi. Đánh được ấy, không phải đánh, không đánh được đâu. Không phải là không đánh được đâu. Để luôn đi. Voi nữa này, lấy thêm con voi đi. Tạm con Phoenix đi. Không phải không đánh được đâu anh em ơi. Đánh được. Trời chắc là đánh nguyên tố này. Nhưng mà có vút rung tàn trên này đánh anh cung thủ. Chết rồi, mình bán Phoenix đi cũng hơi tiếc nhỉ. Trận này đánh cung thủ được. Rồi đánh cái đội hình kinh điển thôi anh em ơi. 6 cung một nguyên tố thôi. Truy hồn, này là Ngọc Đại. Ngọc Đại chuẩn bài thôi, không khác gì được. Thôi đánh cung thủ nhé. Cung thủ đỡ đòn nhé. Đúng rồi. Okay. Pháo thủ này bỏ. No thank you. Có Yon luôn, có 2 AT luôn. Một phát rôn, có Van Heo luôn. Hindu giữ lại pháo thủ bỏ. Hindu giữ lại pháo thủ bỏ. Xin một con Van Heo nữa. Mình Lumbua thì cân nhắc nhưng mà mình cũng chắc bỏ luôn thôi. Ba cung, thêm Van Heo đi. Đồ này cho Yon. Ngọc Đại cho Hindu à. Cho 2T được, 2T được. Không kịp, anh em vội quá, không sao. Ok. Chưa vậy thôi. Để đồ này cho con voi được, cho con voi nó ulti luôn. Này voi cũng không tì luôn này, ôi ơi. Chuỗi thua 4 không? Chuỗi thua 4 ok. Tiếc nhỉ? Hồi đấy mình cho, lẽ là mình cho đồ này cho voi. Rồi cho cái đồ này cho Yon đi, mình cho đồ này cho voi này, cho voi không tì được luôn. Thế cũng được. Thủ vệ, nguyên tố không cần đâu. Nguyên tố mình cho vào vui. Cung thủ, AT2, voi 2, Phoenix, Chanel, maybe. AT2 chơi nhá. Nguyên tố đi. Bye nguyên tố. Này thì voi sẽ ulti được luôn này, nhưng mà thứ hai này mình cho đổi AT đi, xong mình cho đổi cho voi đi, mình nghĩ voi sẽ sống được. Check phát thương nhé. Voi có thương không? Không ai có thương đúng không? Không ai có thương đâu. 10 điểm. Cho hai này ra trước. Đó. Vậy thôi. Chanel thì chắc bỏ, không cần. Bán thân thì giữ lại. Một bán thân cũng bỏ. Cần bán thân không nhỉ? Cân nhắc anh em ơi, 14 con voi, 12 con do. Chơi được. Chơi được.
hồi trước giờ đó anh em thể cho là em có thể cho Ngọc Đại cho con voi cũng được nhá. Nhưng mà thực ra có đồ thủ này cho con voi mình cũng hơi thích này. Đấy mà giảm 50% sát thương gánh chịu trong 5 giây chuyển thành lá chắn ấy. Mình thích này phết. Nên là mình sẽ cho voi hai đồ kia với cả một cái đồ tanker như vậy đi. Chơi nó sẽ thú vị hơn, bán thần chắc bỏ. Chơi nó sẽ nhiều tanh hơn anh em ơi. Trận trước mình thắng mất chuỗi rồi. Trận này là nghiêm túc mới được. Bục quá trận pháo thủ của mình. Fail thật. Đội này hơi yếu. Ok, cho nó con kia. Voi ulti phát nữa em. Khó lắm anh em ơi, khó lắm. 57 máu được rồi. Chấp nhẹ nhẹ xuống 57 máu được rồi. Bây giờ phải tìm nó con đấy anh em ơi, tìm nó con để giảm 2 pháo này nữa nhá. Tích thêm pháo á. Bây giờ mình phải tìm nó con mình phải tìm nó con Teolas thôi. Tầm này mình cần thêm một cái đồ thủ cho con Yon nữa. Một cái giáp của mệnh của một cái gì đó. Không thì mình cần truy hồn. Mình đang bét bảng mà. Dễ ra truy hồn được. Đó luôn 2 con thợ săn quỷ. Cho game loại như thế này. Cho teo đi. Cho teo đi. Game này bây giờ mình roll luôn nhá. Không chờ gì nữa đâu. Roll luôn xong rồi tìm được John 2 rồi mình sẽ ấy. Ê không có ai có thương này. Tìm được John 2 thì mình sẽ roll lên 9 nhá. Voi ui khéo đỉnh Ngọc Đại con voi anh em ơi. Con này sống 5 giây được nhưng mà thì mình cũng thấy nó không uy tín kiểu gì. Mình cảm giác cho nó thêm Ngọc Đại sẽ yên tâm hơn. Cho Ngọc Đại chưa chưa tìm John tí đã nhé. Còn 9 John mình phải roll luôn từ bây giờ. May ra mới John lên được John 2. Đại đợi bạn này đi. Bạn này đi cũng hơi lâu. Bạn này 50 máu. Bạn này đi còn lâu hơn nữa. Roll tìm thôi. Trời ơi. Ai em thấy không? John 1 này nó còn ra nhiều đam hơn Van Heel 2. Teo này Teo 2 đâu ra? Teo này hơi vô dụng nhỉ. Tìm luôn nhé, tìm John 2 phát. Khó tìm đấy, chưa chắc đã tìm ra. Ít John quá. Nó tìm không, có gì đâu. Tìm nốt không tìm được John, tìm voi. Ui, voi cũng 9 con. Em ơi, trận này tốn tướng nhỉ. Mai thương không? Mai thương thì mình cũng làm bố đấy. Đánh cung thủ mà không ai có thương thì cũng ok đấy. Đánh cung thủ kỹ nhất là sát thủ với là thương với là thêm. Ba cái đấy. Sát thủ, thương, thêm. Thủ thương thêm. Thêm một tướng nữa thì chắc mình thêm thợ săn quỷ thôi. Thêm đồ thì chắc chưa cần. Chưa cần John 2. 9 John. Cũng thấy được ý. Ít quá. Đang mình lên 9 luôn nhỉ. Thôi, có Aeron 2 thôi đi lên 8 luôn nhé. Tìm không ra anh em. Bây giờ mấy bạn này phải bỏ Yon cơ, không đánh Yon nữa. Bạn này có đồ gì đâu, thả Yon cho mình đi. Ai cầm Yon nữa? Bạn này cầm 3 con Yon này. Bạn này cũng cầm 3 con Yon này. Cầm Yon làm gì nhỉ? Bạn này cầm Yon thì... Các bạn đánh gì nhỉ?
chiến thuật toàn dị hợm lạ lạ lẫm ấy. Thả Yon cho mình đánh cũng được. Đồ Yon thì đồ chuẩn rồi, ba đồ này cũng chuẩn đét rồi. Thôi lên, lên 9 rồi này. Kệ các bạn ấy, bạn thích làm gì là. Nghĩ lên 9 khi mình lên được Yon 2 là vừa. Không thành vấn đề đâu. Mấy bạn kia còn ngoảng bớt đi. Chứ đi tìm Ron như anh em thấy, tìm Ron chả ra tướng rồi. Khéo mình không tìm nó lại ra. Nó cần Ron một phát. Tìm ra. Được ra đánh này thì mình không cần ngồi nghĩ nhiều. Xếp tướng này chả ai làm gì được. Sát thủ thì có chưa? Một sát thủ, ba sát thủ. Những sát thủ không có đồ con này hơi nguy hiểm này. Nếu sát thủ quen sát thủ một này thì không ăn thua đâu anh em ơi, thoải mái. Voi ăn tí đam, xong rồi nó có giáp ảo. Thế cho voi mình ulti luôn hơn nhỉ? Bạn này giáp thống khổ à? Đau đấy, cũng đau đớn đấy. Khả năng hay cho mình, có cho mình cho voi ulti luôn không? Giáp bắn cũng hơi cực. Kéo cho voi con ti luôn. Cho cái đồ này sang cho con cho con này tạm được. Cho con voi con ti luôn cho nó uy tín. Kéo xuống đây nhá. Xong mình cho nó con Aeron đây. Để cái này ở đây thì con Narcot sẽ xuống, nó sẽ ulti ti ở đây. Sẽ ulti ti vào chỗ này. Nó để voi con ti luôn này có khi uy tín hơn. Joker đứng ở trên nó sẽ ăn một tí đam xong rồi nó sẽ có giáp ảo. Chắc vậy không? Chả có chiến thuật gì nữa. Liềm với vút lông tàn, vút lông tàn. Mình thích vút lông tàn hơn nhưng mà mình có một vút lông tàn rồi. Mình thể thấy lấy liềm cho Vonkat được, tí nữa mình chơi Vonkat. Teo này. Xin một con teo xong mình roll lên tiếp nhé. Không chờ ai đâu. Lấy liềm nhá. Hay là 2 phút không nhỉ? 2 phút cũng chả để làm gì, chơi mỗi một con Yon. Mà liền đi. 1 phút là được rồi. Không cần 2 phút đâu. Xem nào, bắt đầu nhiều Narcot chưa? Narcot này cũng khá được. Bạn em không có thương mà bạn để kia làm gì nhỉ? Narcot giữa, Narcot này, Narcot giữa, Narcot giữa. Mình mong mấy con Narcot giữa nó đi sang bên cạnh của bên ô này này. Nó sẽ ulti vào con teo chứ nó không ulti vào con Yon của mình. Yon mình cũng có giáp một mệnh nhưng mà đây. Miễn nhiễm khống chế này, giảm sát thương này. Crack này nộ điên phết nhỉ. Bắn chết, bắn crack nó chết mình luôn kìa. Căng phết em ơi. Rồi luôn nó nộ em phát nữa. Bắn nó phát. Choáng. Sắp sống khổ điên thế. Thêm đồ vật lý. Biết đâu ra cả thương. Lấy vút lông tàn. I will see my destiny to the end. Vonkat. Ây giời, may quá có Yon 2 rồi. Bán con Gindu vẫn được. Bây giờ mình cho Vonkat vào luôn nhỉ. Cho Vonkat vào thay Aeron thì nó lại có một cái vấn đề là Vonkat mình không có đồ là một này. Thứ hai là mất thợ săn quỷ là hai. Cái thợ săn quỷ cũng đau đớn ấy. Hơi đau đớn. Chắc chưa ai có thương đâu, chơi đi. Chắc bây giờ có Yon 2 thì yên tâm hơn anh em ơi. Yon 2 yên tâm hơn liền. Được, được liền. Đổi cho con teo đi. Đủ kia đã chảy làm gì. Cho con cát cũng được thôi nhưng mà không có sách thánh, không có đồ gì thì con cát mình cũng không có ý nghĩa đâu. Nên là cứ chơi vậy thôi. Chơi này thôi. À, ê bắt đầu nhiều Yon sao? Ít Yon lắm. Cứ tưởng bạn nào đi rồi mình nhiều Yon ấy. Nãy giờ luôn trải ra con Yon đi. Đâu phải. Đâu. Đâu. Không có gì. Chơi game không cần xếp tướng luôn em ơi.
Mấy cái thương kìa. Tí mình có một cái thương mình làm bố ấy. Ai có thương cả. Ngồi chiêu ăn dâu rồi ngồi xem trận đấu ấy. Cũng chẳng gì nữa. Đừng cho bon cắt nhỉ anh em ơi. Đúng rồi. Anh cho mình làm gì mà mất máu nhiều nhỉ. Khó quá anh em ơi. Để hai con cung này hai góc không ai làm gì luôn. Điên thật sự. Mình mới chơi mình gặp mấy thằng như mình cũng điên. Quá wow, chịu. Ôi rồi còn thế này nữa. Còn phải như thế này nữa. Nhất thiết phải vậy không? Bốn tanh đi. Liềm cho Von Cát này. Mất thì cứ để cho con kia đi. Này cho Von Cát nó. Nhất thiết nó phải game nó phải như thế này không? Ừ, chắc là mình mua con thánh đồ về lúc mình lên 9 mình còn chơi anh em ơi. Ui giời ơi, Von Cát đi biết chọn chỗ để nó nhảy phết anh em ơi. Nhảy đúng cái chỗ hiểm. Giờ thật đấy. Thêm một tướng nữa chắc mình thêm con thợ săn quỷ thôi. Có thêm thánh đồ cũng được. Mình ra quy thêm thánh đồ cũng được. Ném gặp đại cho quy. Ném đồ này cho voi. Cần cái cách thánh cho con khác nữa. Vô thêm một vàng. Mình nghĩ thế này nhỉ. Đấy này bắt buộc con Nacot mà chui giữa nó phải chui sang chỗ con teo này. Nó không chui được sang chỗ con cát. Cũng được. Thử cái này phát nhé. Trừ khi bạn để Nacot ở sát góc kia kìa. Chắc là đấy chịu. Không thì mình sẽ để cái này thì con Nacot sẽ phải chui sang bên con teo. Thì ulti sẽ không đến con Yon nhà mình. Không hay phép nhật tư mình nghĩ là cái trò đá hành tinh. Rảnh quá không có gì nghĩ là bịa ra thêm bài ấy. Quá rảnh rỗi. Chơi game mà rảnh rỗi. Xin sách thánh được không? Ừ, không sao không cho thì thôi. Để voi này, cho nó. Cho con cát được. Này muốn cho voi phết nhỉ. Không cho tèo đi. Rồi bây giờ Nacot chui giữa đúng không? Đó, Nacot này cũng chui giữa. Ừ, ok, Nacot này cũng chui giữa. Ừ, ok, Nacot này cũng chui giữa. Có một cái điều là con Yon này nó đứng ở góc này mình không thích lắm. Nó sẽ bắn thẳng mặt mình. Nhưng mà mình cũng bắn thẳng mặt nó. Nên là cũng chả sao. Kệ đi. Cái Nacot này giữ hết thôi. Không có vấn đề gì đâu anh em. Lừa lừa các bạn ấy để đây phát rồi. Mấy thì để sang đây. Nó với con Nacot này làm gì được. Nếu mà gặp bán thần nhiều mình sáng nay mình sẽ đánh thợ săn quỷ chứ mình không đánh thánh đồ anh em ơi. Nếu mà gặp nhiều Von Cát này thì đánh thánh đồ. Ủa sao đam ở đâu mà con Yon mình chết nhỉ. Eron ulti phát. Sao Yon mình chết nhỉ. Ui. Ủa đam ở đâu mà con Yon mình mất nhiều máu ấy nhỉ. Voi. À con voi có thống khổ. Mình xấy ở voi quái không? Do mình xấy con voi quái đâu nhỉ? Cũng kỳ lạ nhưng mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi kệ. Cũng chẳng quan trọng. Đúng nhỉ? Xem lại phát đi. Một con một vàng phát đi. À, bây giờ mình lên luôn cũng được nhưng mà mình cũng chả vội gì. Đấy nhá. À còn nhộn. Còn con cát này cũng có rắc nó khổ à? À, bạn này láo nhỉ. Bạn đang này chơi cũng láo nhỉ. Quá wow, nhiều giáp khổ ấy. Bộ này. Cát này có đơn sách à? Tưởng con cát có thương. Đấy là có xuống con tí chặn vào con Yon mình đâu.
Chứ còn mình đứng một góc luôn. Treo con tim một phát được không em? Được rồi. Yon xây hết. Nhảy, ăn choáng. Nhảy phát nữa. À, không cho nhảy à? Nhảy phát được không? Nhảy phát được không? Nhảy phát được không? Cũng phải dùng não một tí anh em. Dùng một tí não rồi đấy. Rất là tốn bộ nhớ của mình. Phải chẳng không biết cho thêm cái gì này. Mà cho cái Hindu à. Đó, mời đi ạ. Enzo à? Tôi cho Hindu nhé, cho nó thêm thủ vệ. Cái này đi. Này thôi. Hai đồ này mình còn muốn cho con Richter không? Mình nghĩ Richter cũng ra đam. Nào thôi thì là cho con Teo được, con Teo cũng khá gánh. Narcot chui xuống dưới đúng không? Narcot chui xuống dưới đúng không? Narcot là vào giữa thì thôi không cần chạy. Và Narcot vào giữa thôi anh em ơi. Chả có gì bắt mình. Ôi cái gì với bố nhỉ? Ai à? Con thê này bổ mấy quả điên phết nhỉ? Cũng chó đấy, mấy con thê này cũng chó đấy. Ok à. À cái phê à? Bạn trẻ này. À, mọi cú. Đi lại thì sao bạn lại thắng mình? Để nghiên cứu vậy nhá. Đá hự đúng không? Ok. Xem xét bạn đá hự rồi nhá. Bây giờ mình có quy, mình đánh quy không? Đánh quy cũng được. Có nhiều rồng không? Một rồng, hai rồng, đánh quy đi. Cái Victor này. Muốn đánh cả Quy cơ, à muốn đánh cả Victor nữa coi em. Đại trưởng Quy choáng trả được cái gì. Vẫn khỏe mà. Muốn cắt nhỉ. Muốn đánh cả Victor rồi, để xem là gì nha. Hắc ám nhỉ. Không có ai có bán thần anh em ơi, trận này nó không cần Victor. Nhưng mà có bán thần thì mình cần Victor nó mới có ý nghĩa. Trận này gặp bạn Thên này hơi căng này, xem bạn Thên chết không? Bạn Thên chết này. Đúng cái bạn mình sợ nhất thì bạn ấy này đi mất rồi. Không chào đón mình gì luôn. Ôi chết rồi. Bạn tạo Richter nhé. Tạm đi. Richter tìm lại sau được mà, chả ai đánh Richter đâu. Chứ là mình cứ đánh để thắng này cũng chán nhỉ, chứ mình đánh để thua phát này. Đánh để thua phát thì cũng dễ thôi. Vứt vứt mấy con linh tinh đi, mình đánh tìm con Richter 3, thế là thua nó liền rồi. Này bạn này có gì nhỉ? Bạn này có Narcot đúng không? Bạn này thì sao? Bạn này cũng có Narcot này. Bây giờ mình sợ mấy cái trường hợp mà các bạn ấy đẩy cái Narcot xuống đây này. À thực ra mình... Thôi để cái này cũng hợp lý, bởi vì thứ mai mình để công hai góc thì bạn ấy không chơi được. Nhưng mà chúng ta tăng tướng không? Thế thôi, chơi vậy. Chơi quy vậy. Chơi quy là chuẩn bài rồi. Tơ về biết đâu chơi nhưng mà chắc là không chơi đâu. Yon xin voi 3 nhé. Mình xin voi 3 đi. Ừ, với mất lấy con thên thì các bạn ấy đỡ phải chơi. Quy làm trận Q3 được không nhỉ? Chứ trận nào Q3 đâu ấy. Thôi bỏ đi. Invoi 3 được không? Thật sự. Quy mình Q2 bán xử đi. À chết rồi, bắt đầu không nhìn thấy tướng các thứ là bắt đầu thua đấy, kéo thua đấy anh em. Không, chả thua được. Ơ, đi rắc bắn điên phết nhỉ. Điên đấy. Hai bạn này một bạn đi kìa. Xin con... Yon à. Yon cũng được, lấy tạm đi. Xin voi 3 hơn.
đối thủ thì thân giáp của mệnh đi. Ra bạn kia đánh gì? Hắc ám. Ám thì lấy cái gì? Ta còn khổ tạo đi. Lấy gì? Von Cat. Ok, không cần Von Cat. Kinh voi 3, Yon 3 gì được không? Có con voi 3 này. Bây giờ bạn này đánh gì? Hắc ám đúng không? Narcot đúng không? Narcot chui hết góc kia, rồng thổi góc kia nhá. Cho bạn đẩy hết sang bên này nhá. Sang góc này đi. Quy đẩy hay là thằng Quy ở đây này. Quy mình muốn choáng con đấy. Quy mình muốn choáng là con gì nữa đấy, quên mất tên. Rồng thổi góc kia, không thổi mà con Von Cat mình. Von Cat mình giết xong con này thì ok. Ô chuyện. Bình tĩnh. Ok bro, bình tĩnh. Sao tự nhiên nó khỏe thế nhở? Sao D-Rack này điên thế nhở? Mình sẽ quay sang mình xin D-Rack này đi. Phá nhái thật. Ôi chết bà rồi. Ôi máy thép vẫn còn. Bây giờ nhá, con rồng muốn thổi góc phá còn thế nữa ở bảo sao. Narcot chắc nó phải chui góc góc này rồi. Mình muốn con này không được. Con Quy mình mà đi vào trong nó sẽ bị ấy. Thì con Narcot sẽ chui vào gần con Yon, nó sẽ ulti chết Yon mình mất. Không được. Bây giờ thế nào nhỉ? Để voi sang góc này đi. Cho con này vào giữa này, Von Cat sang bên này nhá. Cho mình Von Cat mình là choáng con kia đi. Cái này đi. Von Cat mình phải choáng được con Thane bạn kia. Bạn kia, bạn Thane kia đỡ chơi. Von Cat choáng, ok. Voi ulti góc này. Teo choáng bên này. Trông này nó hợp lý hơn ấy. Mặc dù con D-Rack kia bắn điên phết. D-Rack kia bắn chưa ngừng nghỉ gì đâu. Có cố gắng ấy, bạn này đánh cũng đánh trá là cũng có cố gắng ấy. Có cố gắng ấy. Ám. À, vậy thôi. Thì biết mình đến đây cũng kết thúc rồi. Bạn thích cái channel này hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những cái góp ý bạn thấy giúp mình phát triển kênh nhé. Vậy thôi.